Xin chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay 20 tháng 11, đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, Lào Cai đã xuất hiện sương muối bao phủ thành một lớp trắng mỏng. Và khi mặt trời lên, nhiệt độ gia tăng thì sương muối tan dần. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên núi Phan Xipang trong mùa đông 2023-24. Còn trưa chiều nay, cả miền Bắc tiếp tục nắng hanh, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 25 cho tới 28 độ, cùng độ ẩm giảm thấp dưới 60%, làm thời tiết thuận lợi hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thủ đô Hà Nội cũng đang trong tình trạng ít mây và hanh khô cả ngày với nhiệt độ cao nhất ban ngày là 26-27 độ cùng độ ẩm thấp. Trạng thái nắng ráo còn kéo dài trong những ngày tới, quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe. Với miền Trung, 4 tỉnh phía Bắc duy trì tình trạng ít mây, nắng sớm, trong khi tại khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi vẫn là mây nhiều, nắng gián đoạn, nhiệt độ tại hai khu vực không chênh nhiều, từ 25 cho tới 28 độ vào trưa chiều. Còn với khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ có nhỉnh hơn, 29 đến 31 độ. Thành phố Đà Nẵng cũng có mây nhiều, đôi lúc giảm mây hửng nắng yếu gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 28 độ, còn về đêm và sáng trời se lạnh với nhiệt độ hạ về dưới ngưỡng 22 độ. Không khí lạnh cũng làm cho nền nhiệt đêm và sáng tại Tây Nguyên và Nam Bộ giảm sâu, trời lạnh ở vùng cao và se se lạnh ở các tỉnh thành Nam Bộ. Còn trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 25 đến 28 độ và từ 30 đến 33 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, trời phổ biến không mưa, có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Tuy nhiên, về đêm muộn và sáng sớm trời se lạnh khi nhiệt độ dưới ngưỡng 24 độ và đi cùng là sương mù xuất hiện. Quý vị chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp, đảm bảo sức khỏe. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 20 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.